Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, hôm nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ công tác năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững đất nước thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong giai đoạn mới thủ tướng yêu cầu bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung thống nhất có tính chia sẻ giữa nhà nước xã hội và người dân bảo đảm công bằng bền vững bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước